Thầy xin chào tất cả các em. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em chúng ta cùng giải đáp một số cái bài tập mà các bạn đã gửi đến cho thầy. Thì bây giờ trước tiên thầy sẽ hướng dẫn bài số 1, đó là bài của bạn Nguyễn Mùi, tức là Mùi Nguyễn đây. Cho tam giác ABC nhỏ. Trong đó AB nhỏ hơn AC, nối tiếp đường tròn O. Rồi tiếp tuyến là B và C thì cách nhau tại M. Đó là chứng minh tứ giác MCOB nối tiếp. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cái câu A này trước nha các em. Đường tròn tầm O với AB nhỏ hơn AC. Thì ta BC nằm đây nha. ABAC. M là điểm nằm ngoài và đầu cầu, trực tuyến cắt B và C. Thầy nối OB là với nhau. Chúng ta nối tiếp O và C. Từ hai điểm B và C chúng ta sẽ dừng cả cái đường vuông góc phải OB và OC để chúng ta có được. M chú ý ở đây đó là trực tuyến cho nên chúng ta có những góc vuông. Rồi câu A, chứng minh tứ giác MCOB này nối tiếp MCOB này nối tiếp. Thế nhưng mà ở đây thầy hướng dẫn cho các em luôn nhé. Thứ nhất, MB là trực tuyến với đường tròn O. Nếu chúng ta có thể suy được MB vuông góc với OB, bởi vì tính chất của tiếp tuyến là nó sẽ vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. Như vậy thầy có MB là tiếp tuyến đường tròn O. Chú ý tiếp tuyến với đường tròn O này mà ở đây có bán kính ấy, là OB đấy, cho nên thầy mới suy ra được MB nó vuông góc với OB. Tương tự thầy lại có, đó là MC là tiếp tuyến của đường tròn O tại C. Và ở đây lưu ý là OC này bằng R, cho nên thầy suy ra được là MC này sẽ vuông góc với OC tại tại C. Mai chúng ta điểm rồi. Nếu như các em học về cái bài cung chữ góc thì điểm nằm trên đường tròn thì nhìn đường kính dưới một góc là vuông, hoặc là
những điểm mà nhìn đoạn thẳng dưới một góc vuông thì nó thuộc đường tròn đường kính của đoạn thẳng. Ví dụ ở đây thầy thấy B là nhìn OM dưới một góc vuông thì suy ra B nó thuộc đường tròn đường kính OM. Thì như vậy ở đây thầy có thể suy ra được góc OBM này bằng 90 độ. Tương tự dưới này thầy cũng suy được OCM là bằng 90 độ. Vậy ngay đây chúng ta nhớ là chúng ta có hai cách cắt trục trần, tức là chúng ta có thể đưa ra hai hướng. Thứ nhất, tứ giác MCOB có hai góc nối bằng 90 độ, tức là tổng của hai góc nối này cộng lại bằng 180. Hoặc là chúng ta có thể chứng minh B này là thuộc đường tròn đường kính OM, tương tự C cũng thuộc đường tròn đường kính OM và BC là nằm khác phía đối với OM, do đó tứ giác MCOB nối tiếp. Vậy thầy cho cái cách đơn giản nhất, đó là tứ giác MBOC có hai góc nối, đó là góc B bằng 90 độ cũng phải góc C bằng 90 độ. Do đó thầy sẽ suy ra tổng của hai góc nối này bằng 180. Vậy thì tứ giác MBOC là nối nối tiếp đường tròn, mà cụ thể ở đây đường tròn đường kính OM, đúng chưa nào? Như vậy là chúng ta đã xong câu A. Bây giờ với câu B như sau, để thầy xem cái đề các em quan sát trước nha. Tia phân giác góc BAC cắt đường tròn OBM phải và N phải chứng minh đó là MNO là thẳng. Tia phân giác góc BAC các em xem không chưa? Thấy chưa nhờ? Bây giờ cô B chúng ta học về góc nối tiếp rồi. Vậy thì ở đây đối với đường tròn O, thầy có góc BAN và góc CAN bằng nhau, bởi vì AN là tia phân giác. Thì như vậy nếu như trong một cái đường tròn hai góc nối tiếp bằng nhau thì sẽ chặn hai cung bắn bằng nhau. Do đó đây, trong đường tròn O, AN là phân giác góc BAC, cho nên thầy suy ra được góc BAN thì bằng góc CAN. Mà ở đây là hai góc nối, hai góc nối tiếp đường tròn O. Do đó thầy lại suy ra hai cái cung, đó là cung BN, cung nhỏ BN và cung nhỏ CN là bằng nhau. Mà hai cung này bằng nhau thì chúng ta có thể suy được hai cái dây, đó là dây BN bằng dây CN. Ở đây là số 1 đi. Thứ hai, thầy còn có đó là OB nó bằng OC vì cung bằng bán kính đường tròn. Tiếp theo nữa, thầy có MB bằng MC vì cái này á, là tính chất đối với hai trục tuyến của cùng một đường tròn là khác nhau. Thì cái điểm này nó sẽ cắt đều hai đầu của tiếp điểm. Ví dụ ở đây là điểm tuyến tại B, điểm tuyến tại C khác nhau tại M, thì chắc chắn chúng ta có thể suy ra được MB bằng MC.
chất trực tuyến. Thế như vậy ở đây đưa vào số 1, số 2 và số 3 này thì thầy suy ra A ba điểm O N M này nó thuộc đường trung trực. Bởi vì tất cả những cái điểm này nó đều cắt đều B và C. Nó về mà ba điểm này nằm trên đường trung trực của BC thì đương nhiên O N M này phải thẳng thẳng hàng. Đó là điều chắc chắn. Các em có thể sửa bài vào. Rồi chưa nào? Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em đến với câu C. Vẽ các tuyến MEF song song với AB, cắt AC tại P, chứng minh rằng OP vuông góc với EF. Câu C như sau. Và các tuyến của đường đầu O này nó cắt đường đầu O tại EF. Ở đây là MEF nhân ngang. Rồi. Các tuyến từ M cắt đường tròn này tại EF và nó cắt AC tại P và nó song song với AB. Như vậy là cái các tuyến của đường tròn O này cắt từ đường tròn O tại EF và F nó xuất phát từ điểm M. Bây giờ chứng minh OP vuông góc với EF làm thế nào để chứng minh được điều này? Thế vậy là em xem. Thế bây giờ trước hết thì kể cái cặp chuyện này đã. Xong xong chưa nào? Rồi. Đây là điểm P. Đây là điểm A. Và chỗ này là điểm F. Thay đổi OP lại với nhau. Bây giờ điều mà chúng ta cần chứng minh, điều chúng ta cần chứng minh là cái góc này là góc vuông này này. Bây giờ chứng minh như thế nào? Khi người ta cho chúng ta MEF này song song với AB thì chúng ta sẽ nghĩ đến các tính chất về góc bằng nhau. Thứ hai nữa để chứng minh vuông góc thì chắc chắn ở đây các em sẽ nghĩ đến một số trường hợp, ví dụ đó là góc có cạnh tương vuông góc hoặc là các cái tổng về góc bằng cộng lại bằng 90 độ vân vân. Vậy thì chúng ta có tất cả những cái định hướng đó rồi thì nó có liên quan gì đến cái câu 1 và câu 2 hay không? Thì thông thường các em phải lưu ý được để giải những cái bài toán hình mà trong câu C thì chắc chắn nó sẽ có những cái gợi ý, những cái khóa nó liên quan đến cái giải thì của câu C là một. Thứ hai là cả cái kết luận của những cái câu trước. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái câu này như thế nào. Nó là một câu rất hay. Ở đây theo cái câu A thì tứ giác MCOB nối tiếp đường tròn
đường kính OM. Như vậy cái này chúng ta có đây một cái theo câu A. Thế bây giờ ở đây thì có MEF đây trong đường tròn O. MEF này nó song song với A, AB. Thì thầy có thể suy ra điều gì? Thế như vậy ở đây thầy có thể suy ra được đó là góc MBC. Góc MBC các em. Để thầy chụp. Ở đây, góc này này. Có màu vàng nha. MBC nó sẽ bằng góc BAC. Bằng góc BAC này ở vị trí đồng vị. Bởi vì ở vị trí đồng vị mà ta thấy rằng BAC là góc nội tiếp chẳng cung nhỏ BC. Và đương nhiên nó bằng bao nhiêu nhỉ? A nó bằng một nửa, tức là bằng góc NAC. Đấy, bằng góc BAC mà BAC thì bằng hai lần góc NAC. Do đó thầy lại suy ra MBC thì bằng hai lần góc NAC. NAC là góc nội tiếp chẳng cái cung NC này, mà góc NOC này thì chẳng cái cung nào. Thế như vậy ở đây thầy đang sẽ trong đường tròn O và góc NAC này nó bằng 1 phần 2 góc NOC. Các em nhìn lại nhé, NAC là góc nội tiếp chẳng cung NC nên có số đó bằng 1 phần 2 số đó cung NC. Góc NOC là góc ở tâm chẳng cung NC nên cái góc này có số đó là bằng số đó cung NC. Thì như vậy cái góc màu xanh này nó sẽ gấp 2 lần cái góc ở đây. Vậy thầy có thể suy ra được góc MBC nó bằng góc MOC. Bởi vì NOC thì bằng MOC. Đấy. Thì ngay đây thầy mới có thể là suy ra cái góc quan trọng là MBC này bằng góc NOC. Chỗ này cực kỳ quan trọng nha các em. Thì như vậy thầy đã có cái chỗ này rồi. Mà chúng ta điểm được MO và N này thẳng hàng. Mà O, N, M thẳng hàng này. Đây là điều bắt buộc. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ khi mà O, N, M này thẳng hàng thì thầy mới có thể nói rằng nên NOC này nó mới bằng MO, MOC. Đây là điều bắt buộc cái chỗ này các em. Nó phải thẳng hàng thì chúng ta mới suy ra được hai cái thằng này bằng nhau. Mà hai thằng này bằng nhau á thì thầy có thể là suy ra tiếp. Đấy. Đó là MBC bằng MOC. Ok chưa nào? Ở đây là điều quan trọng nhất. Và bây giờ trước khi giải thích thì thầy xin nói lại, đó là về bài toán cung trường góc. Nếu ở đây ví dụ đây là OM, đây là điểm P, đây là điểm, xin lỗi, đây là C. Rồi CM, 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 đây là O đây. Thì nếu ở đây chúng ta có hai điểm P và O cùng nhìn đoạn CM dưới một góc bằng nhau. Đấy, PO nhìn CM dưới một góc bằng nhau. Thì thầy có thể suy ra được đó là PO này nó thuộc cái đường tròn. Nhớ là có thể thuộc cái cung tròn, chính xác là cung tròn. Ở đây là có thể cung tròn nằm trên hoặc cái cung tròn phía dưới. Như vậy người ta chỉ nêu thông thường khi chúng ta làm bài chúng ta chỉ cần nêu, chúng ta chú ý đến một cái cung tròn thôi thì nó thuộc cái cung tròn.
có và chứa cái dây cung là C, CM. Thì như vậy người ta phát biểu cái định lý này như sau, đó là nếu hai điểm này nó cùng nhìn một cái đoạn thẳng nhiễm một góc thì chúng sẽ thuộc một cung tròn. Vậy ở đây thầy có P và O thuộc cái cung tròn của MC. Giữa cái dây MC, cung tròn giữa dây MC. Nhưng mà thực chất ở đây MCO thì nó đã thuộc cái đường tròn đường cứng, đó là OM rồi. Cho nên ví dụ ở đây có bốn điểm cùng thuộc một đường tròn, mà chúng ta đã có ba điểm, đó là ba điểm nào? MCO nó đã thuộc cái đường tròn đường kính OM rồi. Cho nên bắt buộc ở đây P này nó cũng phải thuộc cái đường tròn đường kính OM luôn. Do đó đây đường kính OM thì như vậy P nó thuộc đường tròn đường kính OM. Do đó P này nó nhìn OM dưới một góc vuông. Tức là gì? Góc nội tiếp tránh được đường tròn thì bằng 90 độ. Mà đã nhìn những một góc vuông thì thầy có thể suy ra là POM bằng 90 độ. Hay PO xin lỗi là OPM nhé em. OPM hay là PO vuông góc với OM. Mà PO vuông góc OM tức là PO này là vuông góc với F. Đây chính là điều phải chứng minh. Các em có thể quan sát bài nha. Bây giờ các em nhìn vào hình, thầy sẽ nhắc lại một lần cuối cùng. Thứ nhất ở đây, trong câu A chúng ta đã chứng minh được MBOC này thuộc một đường tròn rồi. Thì nếu bây giờ thầy có thể chứng minh được điểm P nó cũng thuộc một cái đường tròn như thế này đúng không? Ví dụ là nó thuộc cái đường tròn giữa OMC và P, thì ở đây chúng ta đã có 3 điểm MCO thuộc đường tròn, thì suy ra P này cũng phải thuộc đường tròn ấy. Thì như vậy đường tròn mà giữa MO và C chắc chắn là đường tròn có đường kính là OM. Thì như vậy P nó cũng thuộc đường tròn có đường kính OM. Cho nên P này là góc nội tiếp chẳng nửa đường tròn nên nó có số đo bằng 90 độ. Mà 90 độ rồi thì góc này là góc vuông. Và bây giờ mấu chốt của cái bài này thực ra là nằm ở đâu? Đó là thứ nhất, chúng ta thấy cái góc NOC này này. NOC này thực chất nó chính là góc MOC khi và chỉ khi ba cái điểm này nó thẳng hàng. Như vậy đó chính là lý do mà người ta bắt mình làm cấu câu B. Đúng chưa nào? Thứ hai đó là gì? Đó là chúng ta chứng minh P này thuộc cái đường tròn mà chứa ba điểm này rửa. Có nghĩa là câu A chúng ta đã làm xong. Thì như vậy ở đây trong câu C này chúng ta phải khai thác được kết quả của cả cái câu A và câu B thì chúng ta vẫn có thể làm được cái bài toán. Và chúng ta hiểu cho thật là rõ về góc nội tiếp cũng như là góc ở tâm. Ví dụ ở đây, đây là cái góc nội tiếp nhà cái. Vậy cái góc nội tiếp này thì nó có số đo bằng 1/2 BC, thì nó cũng có thể bằng 1/2 cái góc này cũng được hay cái hướng này cũng được. Mà cái góc này thì nó gấp đôi góc ở dưới. Bởi vì sao? Bởi vì tính chất trực tuyến thì chúng ta có thể chứng minh được OM là tiếp phân giải của góc BOC, cũng như chúng ta có thể chứng minh được những cái khác. Vâng vâng, thì cái này là trong học kỳ 1 chúng ta có học rồi. Như vậy qua cái bài này thầy thấy đây là một bài rất là hay. Và trong cái bài số 2 thầy sẽ hướng dẫn các em về một cái loại toán, đó là về toán chuyển động của một điểm nằm trên nửa đường tròn vân vân. Thế bây giờ thực hiện các em cần phải xem lại cái bài này và rút ra cho mình những cái kết luận nào.
Nếu các em cảm giác mà các em còn thiếu về các cái lý thuyết hoặc là những cái phần mà có thể nhìn nhận cái bài toán tốt hơn, thì các em nên hệ thống hóa nó lại trên các cái tờ giấy A4 cũng như là vẽ chúng dưới cái dáng là sơ đồ cây. Đây. Đó là cho một cái đường tròn O và đường cận là A, AB. Điểm C này nó di động trên nửa cái đường tròn này, di động trên nửa đường tròn các em. Và cái đường tròn tâm Y, chúng ta phải vẽ được đường tròn tâm Y. Sao cho cái đường tròn tâm Y này nó tiếp xúc với đường tròn O này tại C, đồng thời nó phải tiếp xúc với đường tròn AB tại D. Và khi chúng ta nối AC lại với nhau thì nó sẽ cắt đường tròn tâm Y này tại M. Nối BC lại với nhau thì nó sẽ cắt đường tròn tâm Y này tại N. Bây giờ câu thứ nhất đó là chứng minh MIN thẳng hàng, thì thầy sẽ hướng dẫn các em như sau. Câu A. Trước hết chúng ta thấy rằng điểm C nó nằm trên đường tròn đường kính AB. C thuộc đường tròn đường kính là AB. Đương nhiên ở đây C nó khác A và B rồi. Chú ý là C này nó khác A. Thì như vậy góc nối tiếp đó là ACB là góc nối tiếp chắc nửa đường tròn. Cho nên thầy có thể suy ra đó là góc ACB này bằng 90 độ. Bây giờ ở đây xét trong đường tròn tâm Y có điều gì? Đó là góc MCN bằng 90 độ. Bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy rằng M này nó nằm trên đường thẳng AC, N này nằm trên đường thẳng BC, cho nên góc MCN thì nó bằng góc ACB. Thế nhưng mà bằng 90 độ thì ở đây có nghĩa là gì? AC nó thuộc đường tròn tâm Y và MN này là đường kính. Bởi vì trong cái đường tròn tâm Y mà một góc bất kỳ nó chẳng cái cung tròn có số đo là 90 độ thì nghĩa là nó chẳng nửa đường tròn, và do đó cái cung đó chính là đường kính. Thì như vậy ngay đây thầy suy ra MN này là đường kính, mà đường kính thì đương nhiên tâm Y nó phải nằm trên đường kính. Như vậy thầy suy ra Y thuộc MN hai M Y N thẳng hai. Đây là điều phải chứng minh trong câu A. Bây giờ chúng ta qua câu B. Thầy nói MN là nhé. Bây giờ chúng ta cần chứng minh AB song song với MN nữa.
thì làm như thế nào để chứng minh khi chúng ta nhận định như thế này? Thứ nhất đó là chúng ta có thể chứng minh nó có các cái cặp góc ở vị trí so le, hoặc là các cặp góc ở vị trí đồng vị song song, hoặc là các cái tỷ lệ. Nhưng bây giờ thầy sẽ chọn góc vì nó đơn giản hơn. Ở đây thầy vẫn sẽ trong cái đường tròn này, này đường tròn tâm y, thì thầy có tam giác đó là O, I, N này là tam giác cân, đương nhiên cân tải, cân tải Y. Vì sao? Bởi vì IC là bằng I, IN đều bằng bán kính của đường tròn nhỏ. Cho nên thầy có thể suy ra được là cái góc này, góc máu màu đỏ này nhá, nó bằng nhau, được chưa nào? Như vậy là suy ra góc ICN bằng góc INC, để nhân đó. Thì bây giờ thầy lại xét trong cái đường tròn lớn đối với đường tròn tâm O, thì thầy lại có cái tam giác gọi là BOC cân, cân tải O, bởi vì OB bằng OC và nó bằng R lớn này. Thì như vậy thầy là suy ra được cái góc OCB thì bằng góc OB, OBC, tức là cái góc hai cạnh này là bằng nhau. Đấy, OCB bằng OB, OBC. Ở đây chúng ta có 1, 2. Mà cái lưu ý là gì? À, ở đây góc ICN và góc OCN bằng nhau. Chỗ này em cần lưu ý này, ICN bằng OCN, chỗ này chúng ta cần phải lưu ý chỗ này. Vậy thì làm thế nào mà thầy có thể khẳng định được cái chỗ này nó bằng nhau? Ở đây là một điều rất là đặc biệt. Vì sao? Bởi vì khi và chỉ khi cái chỗ này là Y nó phải nằm trên O, OC, chỗ này thầy sẽ nói riêng nha. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn riêng cái phần này, bởi vì nó chắc chắn ở đây vì này, Y thuộc đường thẳng OC. Chú ý cái chỗ này, chỉ khi và chỉ khi đó là Y này nằm trên OC thì ICN nó mới bằng O, OCN. Mà trong cái bài này ấy, chắc chắn chúng ta chưa biết được điểm Y nó có nằm trên OC hay không. Vậy thì sao thầy có thể khẳng định được điều đó? Thì bây giờ các em nhìn này, đó là tính chất của hai đường tròn tiếp xúc. Thì chỉ có tất cả bao nhiêu trường hợp nhỉ? Một là tiếp xúc trong, hai là tiếp xúc ngoài. Nếu tiếp xúc ngoài thì chúng ta biết được rồi, đó là khoảng cách giữa tâm Y và tâm O. Tiếp xúc ngoài thì khoảng cách này sẽ bằng R nhỏ cộng với R lớn. Còn nếu như tiếp xúc trong thì cái khoảng cách DO này nó sẽ bằng R lớn mà trừ cho R nhỏ. Và đương nhiên cái tổng độ dài này mà bằng như thế này thì chắc chắn thì ánh Y này nó phải nằm trên trục đó. Ở đây suy ra là tiếp điểm nó phải nằm trên đường nội tâm chủ ý. Cái câu đó là bất kỳ khi hai đường thẳng tiếp xúc thì tiếp điểm luôn nằm trên đường nội tâm của hai đường thẳng tròn. Thầy nhắc lại lần nữa, đó là gì? Nếu hai đường tròn tiếp xúc với nhau thì tiếp điểm của hai đường tròn đó luôn nằm trên đường nội tâm của hai đường tròn. Ví dụ ở đây tâm Y và tâm O thì tiếp điểm là C, thì C này nó phải nằm trên đường thẳng OI, tức là Y này nó thuộc đường thẳng OC. Bây giờ các em đã hiểu chưa? Cái chỗ này là thầy phải nhắc riêng nhá. Thì sau khi chúng ta có cái này bằng nhau, chúng ta dựa vào 1 và 2 này thì chúng ta có thể suy ra được, suy ra đó là gì? Đó là góc INC. INC này sẽ bằng góc OBC, mà ở đây nó đang ở vị trí đồng vị.
mà đồng vị thì đương nhiên thầy suy ra được đó là IN song song O, OB. 2 MG song song AB, AB. Trên cái này thì thầy đã tìm được ID vuông góc với A, AB. Còn ở dưới này là MN song song AB, cho nên thầy có thể suy ra được đó là ID vuông góc với MN. Đây chính là điều phải chứng minh. Đấy, có thể quan sát lại từ câu B này. Được chưa nào? Bây giờ thì chủ nhà các em có thể tua lại để lát nữa ghi bài sau. Bây giờ câu C, hãy chứng minh đường thẳng CD luôn đi qua một điểm cố định. Vậy bây giờ thầy sẽ kéo dài CD này. Và gọi đây là điểm điểm A. Bây giờ làm thế nào để chứng minh được E này là điểm cố định? Đấy, các em cần phải suy nghĩ chỗ này là làm thế nào để chứng minh được E này là điểm cố định. Các em suy nghĩ, hãy cho các em một phút để suy nghĩ cái hướng làm nhé. C nhé, kéo dài CD cắt đường cầu O tại tại E. Rồi các em suy nghĩ nhé. Được chưa? Bây giờ thầy giảng tiếp. Thầy nối OE lại với nhau. Đấy, kẹp quan sát. Thì ở đây thầy có đây, trong đường tròn tâm điểm tam giác ICD là tam giác cân tại Y. Cho nên thầy có thể suy ra được hai cái góc của bàn này. Đây, ICD là tam giác cân, thì thầy có thể suy ra được hai cái góc của bàn này bằng nhau. Như vậy là ICD bằng IDC. Ok chưa nào? Bởi vì ở đây là IC nó bằng Y, ID bằng bán kính của đường tròn nhỏ. Rồi, tương tự bây giờ thầy sẽ trong cái đường tròn lớn, đường tròn tâm O, thì thầy sẽ tam giác đó là OCE. Đương nhiên nó cân tại tại O, bởi vì OC thì bằng OA bằng R lớn. Vậy đây thầy suy được đó là OCE thì bằng OEC. Mà ở đây chúng ta thấy rằng cái góc này là bằng góc tuyến này. Vậy thì anh thứ nhất này bằng anh này là bằng anh này. Như vậy cả hai cái góc này đều bằng góc góc C trên này. Rồi thì chúng ta có thể sử dụng được chiếc bắc cầu để suy ra được hai góc này bằng nhau. Do đó đây mà đương nhiên đó là ICD thì bằng OCE của em.
chú ý lúc này là y này nó nằm trên đường thẳng CO rất là quan trọng các em. Cái điểm đó là điểm mấu chốt mà đa số các em sẽ quên, mà quên thì đương nhiên sẽ bị trừ điểm rồi đó. Mà cái chỗ này bằng nhau cho nên chúng ta có thể suy ra đó là góc IBC, IDC bằng góc OED, tức là OEC đấy. Rồi, mà hai cái góc này bằng nhau này. Đây, hai cái góc này bằng nhau thì đương nhiên ở vị trí đơn vị, do đó các em có thể suy ra được đó là ID song song với OE, một chỗ một chỗ nha các em. Bây giờ ID song song với OE rồi, mà như vậy theo chỉ bên trên, theo câu B ta có cái gì? Đó là ID nó vuông góc với AB, tức là bởi vì AB là điểm tiếp tuyến thì như vậy ID vuông góc với AB, mà ID là song song OE thì thầy có thể suy ra được OE vuông góc với AB vuông góc tại O. Thì bây giờ thầy lại nhắc lại một lần nữa những cái kiến thức cũ này trong học kỳ 1, đó là trong một đường tròn nếu đường kính đi qua trung điểm của dây cung thì sẽ vuông góc của dây cung đó, hoặc là trong một đường tròn nếu đường kính vuông góc với dây cung thì sẽ đi qua trung điểm của dây cung đó. Thì ở đây thầy có như sau: trong đường tròn O này, EO nó vuông góc với AB, mà OA và OB bằng nhau cho nên và OB. Cho nên ở đây thầy có thể sử dụng tính chất đường kính dây cung cũng được, hoặc là có thể sử dụng tính chất của đường trung trực. Ví dụ ở đây OE này vuông góc và đi qua trung điểm, cho nên OE này là đường trung trực. Như vậy thầy có thể suy ra được OE là trung trực của đoạn AB. Thì như vậy thầy là suy ra được đó là EA bằng EB, mà dây cung EA bằng dây cung EB thì đương nhiên chúng ta có thể suy được cung nhỏ EA bằng cung nhỏ EB. Đấy, hai E là điểm chính giữa của cung AB, nhớ là phần cung đối diện với C ở đây đó là nửa đường tròn không chữa C này. Ở đây chúng ta đang sẽ trong đường tròn O này, thì như vậy E là điểm chính giữa của nửa đường tròn không chữa C này đối với cung AB, thì tức là E là điểm cố định. Vậy CD luôn đi qua điểm cố định E là điểm chính giữa cung AB. Rồi, bây giờ các em có thể quan sát lại.